Hello, xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Linh Chuyện Store. Và như các bạn cũng đã biết thì đối với một cái thị trường vô cùng là khốc liệt cũng như là cạnh tranh hiện nay thì các cửa hàng luôn luôn cập nhật những cái sản phẩm mới về cho cửa hàng của mình để phục vụ cho khách hàng. Thì ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu đến tất cả các bạn một cái mẫu loa kẹo kéo đến từ hãng MBA mà chuỗi cửa hàng Linh Kiện Store vừa nhập về vài ngày trước. Và các bạn hãy xem video ngày hôm nay để biết xem con loa kẹo kéo MBA vừa nhập về đây là con loa gì. Vẫn giữ nguyên các mẫu mã trước đây như là loa kẹo kéo MBA SA8701, 8702 hoặc là 8705. Thì hàng loạt những dòng loa này được xem là một trong những series loa rất là nổi tiếng của thương hiệu này. Tuy không có những chi tiết cầu kỳ như là mẫu loa vỏ nhựa ABS, nhưng mà loa kẹo kéo vali MBA SA8703 vẫn được chăm chút từng chi tiết mặc dù rất là nhỏ. Như các bạn thấy thì thùng loa được thiết kế màu nâu đỏ, phủ một lớp sơn đen bóng như là gương, với cỡ bass là 28,48cm, tạo nên một kích thước loa cũng khá là nhỏ gọn, giúp cho cái việc di chuyển của chúng ta cũng khá là dễ dàng. Do được sử dụng củ loa bass siêu trầm với kích thước là 28,48cm nên là loa đã cho ra mẫu công suất trung bình khá là lớn. Một trong những điểm mà làm cho khách hàng rất là thích thú khi mà nhìn con loa kẹo kéo MBA SA8703 này đó chính là ở cách chăm chút cho từng chi tiết của nhà sản xuất, từ cách bố trí bo mạch, nước sơn, tay kéo được để ẩn bên trong thùng loa. Nói chung tất cả đều rất là hoàn hảo. Còn đối với riêng mình thì mình cảm thấy vô cùng là ấn tượng với vẻ bên ngoài của con loa kẹo kéo MBA SA8703 này. Tại vì các bạn thấy ha, thì chúng ta chạm cái ngón tay của chúng ta vào cái bề mặt của loa thì giống như là chúng ta chạm vào một cái tấm gương vậy đó. Nói chung vô cùng là đẹp và sang trọng luôn. Và đối với những khách hàng đã từng nghe qua loa kẹo kéo MBA thì chắc hẳn là không lo về cái âm thanh của cái sản phẩm này. Nếu so sánh thì con loa này có thể so sánh với các thương hiệu nổi tiếng như là Boss, Sansui, nên chúng ta có thể xem được là con MBA SA8703 cũng thuộc vào một trong những hàng dạng cao cấp. Tại vì nó được kết hợp chất liệu gỗ của vỏ loa đã mang đến cho một cái hiệu ứng âm thanh khá là hoàn hảo. Đối với con loa này thì chúng ta có thể phát nhạc hay là hát karaoke thông qua kết nối Bluetooth hoặc là smartphone, laptop, v.v. Với chuẩn kết nối là 4.0 cho kết nối cực kỳ nhanh. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tìm hiểu một số thông số kỹ thuật cơ bản của con loa này. Như các bạn cũng đã biết công suất trung bình của con này đó chính là 200W. Và công suất cực đại của nó lên đến 3500W. Con này thì kết nối Bluetooth hoặc là chúng ta sử dụng các dây kết nối để kết nối với con này cũng khá là ok. Thời gian sử dụng của con này là từ 3 đến 8 giờ, nói chung là một cái thời gian khá là dài, có thể giúp cho chúng ta có thể thoải mái vui chơi ca hát. Và trọng lượng của con này là chỉ có 22,7kg. Thì như các bạn thấy thì nó khá là nhỏ gọn, giúp cho chúng ta có thể dễ dàng khi mà vận chuyển con này từ ở trong nhà ra cái vị trí mà chúng ta có thể vui chơi ca hát, hoặc là có thể dễ dàng khi mang con này đi theo để du lịch. Nói chung cũng rất là thích hợp. Và đi kèm theo một con loa với thiết kế vô cùng là sang trọng này sẽ là hai chiếc micro khá là hút âm, mang lại cảm giác hát vô cùng là thoải mái cho chúng ta. Và trước khi kết thúc video ngày hôm nay thì mình sẽ test loa thử để cho các bạn cùng nhau lắng nghe những cái âm thanh của con loa này phát ra, để cho các bạn cùng nhau trải nghiệm và cảm nhận. Và video giới thiệu về con loa kẹo kéo MBA của mình ở đây cũng xin được kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong các video đằng sau. Các bạn cũng đừng quên nhấn like và subscribe kênh YouTube của Linh Chuyện Store để luôn theo dõi những sản phẩm mới nhất cũng như là những ưu đãi cực sốc từ cửa hàng nhé.